Chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phi Điệp Wedding. Kênh chia sẻ tất cả những cái vấn đề về kinh nghiệm cũng như kiến thức để tổ chức đám cưới. Cái video hôm nay của mình là chia sẻ một cái vấn đề là tất cả những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mà mình làm việc với các cô dâu chú rể ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách làm việc hiệu quả nhất. Thì mời mọi người cùng theo dõi nhé. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người là các cái wedding planner ấy là những người mà phải nói là có những cái tâm hồn nghệ sĩ. Tức là nghệ sĩ thì cũng không hẳn, nhưng mà kiểu nghệ sĩ nửa mùa ấy. Tức là vừa làm những cái việc liên quan đến nghệ thuật như là hoa lá cành này, những cái làm đẹp này, thiết kế này. Nhưng mà đồng thời là cũng vẫn phải lo những cái thứ về cơm áo gạo tiền, rồi còn lo kỹ thuật, lo sản xuất, lo thi công. Cái cách mà mình nghĩ là hiệu quả ấy, là nên làm việc với họ giống như là làm việc với một người làm về nghệ thuật nhiều hơn là trên chỉ trên đơn thuần trên khía cạnh kinh doanh và công việc. Bản thân những người làm nghề này ấy, như mình ấy, thì mình nói ngay là đây là không phải là một nghề làm giàu, chắc chắn là không phải là một nghề làm giàu, mà thật ra là làm về đam mê, làm về sở thích là nhiều hơn. Thật ra là cái cách làm việc của những người làm nghề wedding planner như mình ấy, nó sẽ không giống như những người kinh doanh bình thường, mà sẽ nó nhiều khi nó sẽ đặt cái vấn đề cảm tính lên nhiều hơn. Đấy thì chỉ mình như bản thân mình mà nói ấy, mình chỉ nói đơn cử là nếu mà những cái khách hàng của mình, những cô dâu chú rể nào mà đặt niềm tin vào mình này và cho mình cái cảm giác là tin cậy, rồi là cũng như là chia sẻ và tức là cảm giác là mình được đặt hết cái niềm tin vào cho mình trong cái quá trình làm việc ấy, thì như thế là sẽ giúp cho công việc nó thuận lợi hơn rất là nhiều, cũng như là giúp mình đỡ được cái gánh nặng áp lực về tâm lý cũng như là cái độ quyết tâm ấy khi mà muốn làm cho cái sản phẩm mình nó được hoàn thiện nhất. Thì cái việc mà được khách hàng tin tưởng và đánh giá cái sản phẩm của mình như là một cái tác phẩm nghệ thuật và làm việc với mình như là một cái nghệ sĩ thì sẽ giúp mình là có thêm rất là nhiều cái cảm hứng. Tại vì là cái đứa con tinh thần của mình ấy, thì không ai muốn nó được định giá hay là nó phải cân đo đong đếm một cách quá là kỹ lưỡng bằng tiền bạc và vật chất. Mình không nói là tiền bạc không quan trọng. Đấy, trong những cái video trước mình chia sẻ, mình luôn chia sẻ với cô dâu chú rể là cách làm thế nào để mà giảm chi phí và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Nếu mà cái gì cũng đưa lên bàn cân, cái gì cũng đưa lên tính bằng tiền nong, rồi là mọi thứ nó chi li chặt chẽ quá ấy, thì như thế là nó sẽ rất là dễ giết cảm xúc cũng như là cái sự tâm huyết của mình khi mà làm ra một cái sản phẩm mà để nó đạt tính thẩm mỹ cao. Mình đã từng trải qua là có những khách hàng mà nhiều khi chỉ một cái cử chỉ nhỏ của họ mà làm cho mình cảm thấy tức là sống chết gì mình cũng phải làm cho cái tiệc cưới đấy nó thành công mỹ mãn nhất có thể. Trong cái cách làm việc của mình thì mình sẽ có hai cái phương án để mà tiếp cận và làm một cái job. Một là làm để lấy tiền và hai là để lấy tiếng. Cái sự khác nhau như nào? Tức là cái để lấy tiền tức là nó sẽ ở vào những cái trường hợp là ví dụ như là job nó nhỏ này, không có quá nhiều chi phí để có thể cầu kỳ và làm bày vẽ làm đẹp này. Thứ hai nữa là job có thể là làm lại, lập lại concept. Còn cái cách làm việc thứ hai là cái cách làm việc mà giống như mình gọi là lấy tiếng đấy. Thì đấy là với những cái trường hợp mà khách hàng cùng với mình có cùng quan điểm về thẩm mỹ và có những cái đưa ra những cái lựa chọn, những cái concept rất là lạ, độc đáo mà mình cảm thấy là thực sự là hứng thú và chưa từng làm bao giờ. Rồi thứ hai là ví dụ có thể là khách hàng nổi tiếng hoặc là những người có ảnh hưởng, thì đấy cũng là sẽ là những cái trường hợp mà mình có thể cân nhắc để có thể thậm chí là nhiều khi là còn đổ thêm chi phí vào để làm cái tiệc cưới cho nó được trọn vẹn và nó hoàn hảo nhất theo cái mong muốn của mình. Chính vì thế thì mọi người có thể thấy là nhiều khi cái việc mình làm đẹp làm xấu này, cái quyết tâm này, cái sự mà dồn tâm huyết của mình ấy, nó sẽ ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Chứ nhiều khi nó không phải đơn thuần là chỉ là vấn đề tiền thôi nhá. Tiền nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái khía cạnh làm việc của mình. Mình đã tư vấn rồi mà theo ý mình là như thế là sẽ không tốt hoặc không đẹp, hoặc là nó sẽ có những cái bất lợi ấy. Nhưng mà nếu khách hàng kiểu có thể là vì cái chủ quan cá nhân, hoặc là mình nghĩ là đấy là mình có kinh nghiệm thì mình làm như thế là chuẩn ấy, mà ép những cái đơn vị làm tiệc cưới làm theo ý của mình ấy, thì nhiều khi là nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là nó giống như gọi là kiểu tặc lưỡi cho qua ấy. Tức là thôi thì nghĩ là nếu mà đã tư vấn rồi mà không được ấy, mà khách hàng cứ ép thì nhất quyết muốn làm như thế thì thôi mình cũng tặc lưỡi cho qua, đành phải làm theo ý khách hàng thôi. Đấy, và như thế cái tâm lý khi thế mà làm thì nó sẽ khác rất là nhiều với cái việc mà mình thực sự là làm vì cái đam mê, vì cái sở thích của mình cũng như là cái concept mình đưa ra ban đầu. Đấy. Hoặc là ví dụ tránh nhất những cái chuyện giống như kiểu đẽo cày giữa đường ấy.
tức là mình đang làm theo cái ý mình đang làm sở, nhưng mà khách hàng lại nghe lời người này người kia, người quen hoặc là họ hàng hoặc là những người mà tự nhiên vào tham gia vào cái việc mà cái công việc mà đang làm đấy, thì cái đấy là cái rất là tránh. Ai thì cũng có chuyên môn riêng của mình. Ví dụ mình nói ngay, mình chỉ trong nghề của mình thì mình là chuyên gia thôi, chứ còn ví dụ mình sẽ không phải là một người giỏi về tài chính, không phải là một người mà biết về xây dựng, ví dụ như thế, hay là những cái chuyên môn khác. Thiết kế và trang trí tiệc cưới đã là chuyên môn của bọn mình thì khách hàng cũng nên tin tưởng và để cho bọn mình được làm và được làm theo những cái gì mà mình cảm thấy là đúng nhất đấy. Còn tất nhiên là mình cũng nói ngay là sẽ có những khách hàng ấy rất hiểu biết, có gu thẩm mỹ rất là tốt, và nhiều khi bản thân mình trong quá trình làm nghề ấy, là cũng học được rất là nhiều từ những cái khách hàng như thế, học được từ về thẩm mỹ, học từ cách làm việc cho đến cái sự chuyên nghiệp hay là cái cách xử lý vấn đề. Có một cái vấn đề nữa ấy, mà thật ra là chắc là mọi người sẽ không biết đâu, các cô dâu chú rể sẽ không biết đâu, là mọi người tin tưởng ấy và đặt niềm tin vào bọn mình ấy và đối xử với bọn mình giống như là những cái người bạn ấy, thì đấy là một cái cách làm mà thực sự là rất là tốt. Tại vì mình nói một cái ví dụ đơn giản này nhá, tức là trong một cái tiệc cưới ấy, khi mà bọn mình chuẩn bị đồ, chuẩn bị hoa, chuẩn bị đồ nghề để làm ấy, thì thường sẽ bao giờ cũng sẽ không thể nào mà tính được chuẩn 100%, mà bao giờ cũng sẽ phải có những cái dư mang đi hoặc là mua thêm hoặc là tính toán số lượng cho nó hơi dư một chút so với cái thực tế, chứ không ai chuẩn bị sát đồ hoặc là vừa đủ đồ cả. Vì cái quan hệ tốt với cô dâu chú rể, vì những cái thiện cảm mà mình đã mang lại với nhau ấy ban đầu ấy, thì ví dụ nếu mà mình thừa hoa này, mình thừa thời gian này, mình vẫn còn những cái đồ có thể làm thêm được ấy, thì mình hoàn toàn có thể là làm thêm để cho cô dâu chú rể cho đẹp thêm và làm đẹp thêm cho cái tiệc cưới đấy. Chứ còn nếu mà cái quan hệ mà nó đã đẩy đến mức có thể là kiểu căng thẳng rồi, hoặc là thậm chí là làm cho xong việc ấy đấy, thì đấy sẽ là một cái mà không bao giờ mình làm thêm những cái việc đấy cả. Cái đấy là một cái mà đơn thuần nó chỉ là vấn đề cá nhân thôi, đúng không, cảm xúc cá nhân. Đây mình có thể nói ví dụ luôn là ví dụ như cái tiệc này này, thì cái phần một cái bàn tiệc giống như bàn tiệc ngọt trang trí như này để có thể kết hợp thêm với cái bàn gallery ấy, làm cái hạng mục mà mình đã làm thêm cho cô dâu chú rể, mà mình đã do là cũng do dư hoa và bọn mình cũng muốn làm thêm cho đẹp, cho cân đối hạng mục hai bên. Còn mình nghĩ là trong quá trình làm việc ấy thì nó không thể nào tránh được những cái sai sót hoặc là những cái vấn đề mà nó không gọi là nó bất đồng quan điểm ấy, hoặc là nó không hòa hợp được với nhau ấy. Thì mình nghĩ là cái vấn đề chỉ là đơn thuần là mình chia sẻ với nhau và mình cùng nhau tìm cách giải quyết thôi. Chứ đừng để nó biến nó mọi việc nó thành căng thẳng quá, hoặc là biến nó thành cái gì đó nó mất hay. Trong cái quá trình làm tiệc cưới ấy, thì sẽ có thể sẽ nảy sinh nhiều cái vấn đề phát sinh. Hoặc là nhìn đám này đám kia, hoặc là bạn bè đã từng làm, hoặc là có nhiều cái lý do mà tự mình nhiên mình lại nảy ra mình muốn phát sinh thêm cái này cái kia. Thì thật ra mình nghĩ là những cái đấy phát sinh thì cũng ok thôi, nhưng mà thứ nhất là mình còn phải đảm bảo xem là vấn đề thời gian mình có đủ không này, mình còn kịp thời gian để mình chuẩn bị những cái đấy phát sinh không này. Rồi thứ hai là những cái phát sinh đấy nó có thực sự cần thiết không. Đấy, nếu mà nó là những cái mà thực sự cần thiết và không có không được, thì cái đấy thì dù có sát đến như nào, dù gấp như nào thì mình cũng vẫn phải cố gắng để làm. Đấy, nhưng nếu những cái phát sinh nó không phải là quá cần thiết, hoặc là nó không quá ảnh hưởng đến chất lượng tiệc cưới ấy, mà thời gian thì lại gấp rồi này, thì mình nghĩ là tùy tình hình mà mình có thể cần hay không. Tại vì khi mà có những cái vấn đề phát sinh như thế ấy, thì nó không đơn thuần chỉ là cái việc mà mang một ít cái đồ đến để lắp lên là xong. Đấy, nhiều khi nó còn ảnh hưởng, còn liên quan đến thợ thuyền này, có người để đi về lấy đồ không rồi lại mang lên rồi mới lại lắp lên này, rồi thứ hai nữa là liên quan đến vận chuyển đấy. Chứ còn thật ra là trên quan điểm của mình ấy, làm người làm nghề mà luôn luôn nghĩ những cái gì tốt nhất, đẹp nhất cho cô dâu chú rể ấy, thì mình không tiếc gì cô dâu chú rể đâu trong cái việc mà làm thêm cho nó đẹp đấy. Như mình vừa nói trước đấy là nếu còn dư thời gian, nếu còn dư đồ thì bọn mình sẵn sàng là làm thêm để còn lên phim lên ảnh cho nó đẹp, rồi còn lấy profile. Chứ không ai muốn là một cái tiệc mà làm nó dở dang, hoặc là người ngoài khách hàng đi đến nhìn cái tiệc của mình để bảo là nói biết đến tên mình thì bảo là làm cái tiệc đấy không đẹp. Đấy, không ai muốn như thế cả. Đấy, vừa rồi là tất cả những cái chia sẻ của mình cho các khách hàng cũng như các cái cô dâu chú rể mà sắp cưới, những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình làm nghề, cũng như cách để mà các bạn có thể làm việc với wedding planner của mình, những cái nhà cung cấp dịch vụ của mình một cách tốt nhất trong cái ngày cưới, để làm sao để cho mọi việc nó suôn sẻ và đám cưới của mình diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Nếu có những cái vấn đề gì hoặc là có những câu hỏi gì mà cần hỏi thêm,
thì các bạn có thể comment ở dưới để mình có thể chia sẻ và giải đáp thêm. Mọi người cũng nhớ like, share cũng như là subscribe kênh của mình nhé, để có thể theo dõi những cái video mới nhất với các cái chủ đề chuẩn bị cho đám cưới. Chào cả nhà, cảm ơn mọi người đã theo dõi.